Và sẽ đồng hoa chào mừng tất cả các bạn chúng ta cùng đến với Sabora 79 tại cuộc chiến ngày hôm nay để chứng kiến xem trận thi đấu của các cầu thủ Viking Barbershop và các cầu thủ Gia Bảo FC về phần sân bên phía tay trái của các bạn. Trong khi đó thì các cầu thủ Viking Barbershop thì họ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải và ra sân với bộ trang phục màu trắng. Cầu thủ mặc áo số 5 đó là Trung Tính Nepele, cầu thủ mặc áo số 6 Công Thắng. Ở vị trí của cầu thủ mặc áo số 7 đó là Hữu Tuyền, đây là cơ hội dành cho phía các cầu thủ Gia Bảo, người đang có bóng là ở vị trí của cầu thủ mặc áo số 14 và bóng vào trong, chốt vào. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa tình huống của đội. À, rất căng. Ở vị trí của cầu thủ mặc áo số 14 đó là Anh Tuấn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem tình huống này. Bóng vẫn chưa vượt qua được đã là các cầu thủ Gia Bảo FC và những nỗ lực họ đang tạo ra. Tấn công, không vào. Một tình huống người đồng đội đang thi đấu trong phần lan cánh trái của các cầu thủ Gia Bảo FC. Đó từ đường truyền của cầu thủ mặc áo số 14 Anh Tuấn ở đang có pha phía cầu thủ Viking Barbershop. Bỏ bóng vào trong người đội trưởng mặc áo số 18 Văn Thạch. Về mặt kinh nghiệm, đây là Văn Thạch. Văn Thạch không vào. Đã có một tình huống đập bóng chuẩn xác. Quá nguy hiểm. Hàng rào phòng ngự của các cầu thủ Gia Bảo cũng đã được thành lập xong. Đó là việc hại và thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ Viking Barbershop. Vào lưới của các cầu thủ Gia Bảo FC để xem trận đấu này cũng đã được mở và chúng ta cùng xem lại một lần nữa siêu phẩm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Thực sự tuyệt vời. Và đội Viking Barbershop họ có thể tự tin hơn và bàn thắng cũng có thể thúc đẩy phía cao thủ Gia Bảo để họ có thể cẩn trọng hơn với lối chơi của mình. Và sinh sở tốt, đây là cơ hội và bóng vào trong vẫn chưa được. Sinh sở của cầu thủ vàng áo số 6 đó là Công Thắng. Đáng tiếc là pha vào bóng vào trong trước khi mà đã vượt qua được cầu thủ phòng thủ bên phía đội bóng Viking. Anh Tuấn đã đưa bóng đi chết cột. Người đáng tiếc một chút ở trong tình huống đa chân vừa rồi của Anh Tuấn. Đội bóng Viking ở vị trí của Việt Hải người đã có bàn thắng mở tỷ số ở trong trận đấu ngày hôm nay vẫn còn không vào. Giữa lòng của Thạch Tính. Vẫn đang là các cầu thủ bên phía Viking Barbershop vẫn đang có nhiều nỗ lực tấn công dồn dập đối phương của mình. Và lần này thì bên phía đội bóng áo trắng họ đã đuổi bỏ ý đồ. Ở vị trí của cầu thủ mặc áo số 7 đó là Minh Thuận. Công mở ra dành cho các cầu thủ Gia Bảo FC. Vẫn còn cơ hội là đây rồi, không vào. Chưa thành công đánh bại được thủ thành Minh Ngọc bên phía đội bóng Viking Barbershop. Như vậy thì quả bóng vừa rồi có phần hơi hiền. Kích điểm đánh thẳng dành cho phía trên. Đó là những phương án hiệu quả mà các cầu thủ Viking Barbershop họ đang thực hiện. Đối với đó là một tình huống, đó là tình huống lao lên của thủ thành Thanh Duy và quả bóng lại vô tình lăn vào lưới của các cầu thủ bên phía đội bóng Gia Bảo. Tỷ số tại đó, chúng ta hãy cùng xem lại tình huống vừa rồi. Mặc áo số 7 Việt Hải, tỷ số hiện tại đã là 2-0 dành cho các cầu thủ Viking Barbershop. Việt Hải đã có cú đúp ở trong hiệp một thi đấu ngày nay, không vào. Đã đi chết cột. Và dứt điểm rất có cảm giác đến từ vị trí của Anh Tuấn. Rất có ý đồ, nhưng đáng tiếc là không. Không vào. Đã đi cút ngay vị trí của thủ thành đang bất chính bên phía đội bóng Viking Barbershop. Chuyền bóng sau đó thì các cầu thủ bên phía Gia Bảo họ cho rằng bóng áo trắng đã vi phạm, không đủ căn cứ để trọng tài xác nhận. Gia Bảo cho đến thời điểm hiện tại, từ sau khi mà các cầu thủ Viking họ có bàn thắng thứ hai, đội bóng Gia Bảo đang có những nỗ lực để dâng cao và mang đến những cơ hội dành cho mình. Ta cùng xem lại một lần nữa tình huống vừa rồi. Pha bỏ bóng chuẩn xác. Tiếc là pha bắt vô lề của cầu thủ mặc áo số 14 anh.
Pha trả chấp khá quyết liệt cho lúc hiện tại. Tất cả là những cơ hội mở ra dành cho cái. Và Viết Hải cũng chính là tác giả của hai bàn thắng dành cho các cầu thủ Viking và Berserk. Như vậy thì số 10 Hữu Hoàng cũng đã được rút ra nghỉ. Người vượt sân thầy là cầu thủ mang áo số 24 ở vị trí của Văn Lộc. Dường như đã xếp toạc được hàng phòng ngự của các cầu thủ Viking. Đá tiếc là vẫn còn đang thiếu đi khá nhiều những bóng dáng đến từ đội bóng Gia Bảo FC Viking Barbershop. Đội truyền là của cầu thủ mang áo số 69 ở vị trí của Chí Khang. Tiếp tục sẽ là pha đá phạt góc mở ra dành cho các cầu thủ Viking Barbershop. Bỏ bóng vào phía trong, bắt đầu vẫn chưa có tình huống bắt đầu đến từ phía các cầu thủ đội bóng màu trắng, nhưng trước đó đã có một tình huống can thiệp kịp thời đến từ các cầu thủ phòng ngự của đội bóng Gia Bảo. Chúng ta đang được xem đó là trận đấu được diễn ra trong khuôn khổ trận bóng đá sân 7 mở rộng tại thành phố Thủ Đức năm 2022 trên cúp Inox An Hòa Phát. Cầu thủ mang áo số 14 Anh Tuấn và cả người đội trưởng Kadan. Cầu thủ mang áo số 8 Kadan không vào. Khóa đáng tiếc dành cho các cầu thủ Gia Bảo FC. Và rồi nữa chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý vừa rồi. Thực sự đó một quả đá rất đối với trận đấu này. Bài bị mở ra dành cho phía các cầu thủ Viking và Barbershop. Khá nguy hiểm. Rất may mắn là thủ thành Thanh Nhi đã có một... Và đã có bóng là vị trí của cầu thủ mang áo số 17. Vẫn còn. Vẫn đang là những cơ hội dành cho Gia Bảo FC và bóng vào phía trong. Cơ và phối hợp vô cùng nhanh đến từ phía các cầu thủ Gia Bảo FC, nhưng đáng tiếc ở tình huống chạm bóng cuối cùng cũng lại đi không chính xác. Tự ra bàn lại khá nhiều hiệu quả. Nhưng đối với các cầu thủ Gia Bảo ngay lúc này ở khoảng thời gian thi đấu hiện tại, họ đã tự tin hơn rất nhiều. Rất strong. Và bóng bóng đây là Anh Tuấn, khoảng trống không vào. Lại đi đứng ngay vị trí của thủ thành Minh Ngọc, nhưng đó cũng là những gì mà các cầu thủ Gia Bảo FC họ đã khẳng định. Đã có bóng là vị trí của cầu thủ mặc áo số 12 Chí Khang. Phản xuất của Kadan khá nhanh. Đội bóng Gia Bảo đang có những nỗ lực vệ sinh đối với đối phương của mình, và những sự hăng hái cũng như là niềm tin các cầu thủ Gia Bảo họ đang dâng rất cao. Họ đang hy vọng dành cho mình. Đã phạt trực tiếp mở ra dành cho các cầu thủ Viking Barbershop. Đội trưởng Cố Văn Thạch Viết Hải không vào. Của cầu thủ mang áo số 7 Viết Hải đã được ngăn chặn trước đó đến từ cầu thủ phòng ngự đội bóng dành cho Kadan. Vẫn đang là Anh Tuấn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho các cầu thủ Gia Bảo FC. Bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ Gia Bảo, và cũng là một bàn thắng rất quan trọng dành cho các cầu thủ Gia Bảo FC. Và thắng họ có thể lấy lại được tinh thần thi đấu của mình. Đá bằng chân trái thực sự đó là một quả đá hay. Từ vị trí của cầu thủ mang áo số 7 đó là Hữu Tuấn. Và bóng ra cho Hữu Tuấn rồi để cho các cầu thủ đội bóng áo xanh họ có cơ hội phản công. Vẫn còn đội bóng không được và một đuổi liên tiếp đến từ cả hai đội bóng. Đội bóng vào trong đã là không thành công. Vẫn đang là cái tên mang đến nhiều hiệu quả dành cho phía các cầu thủ Viking và Barbershop. Đây là Viết Hải không được. Kadan bóng bóng khá nguy hiểm. Đây là Văn Thạch, hai đánh hai không được. Khốn đã đi bao xa. Trước đó là pha xử lý bóng lên không thành công của Kadan đã để cho Văn Thạch tạo ra. Xây sở tốt đến từ phía đội bóng áo xanh không vào. Thái Thần lại đưa bóng đi hơi xa. Tiếp một chút. Đây là thủ thành Minh Ngọc đang bắt chính trong khu vực của đội bóng Viking. Có cơ không vào. Và đã phạt trực tiếp mở ra dành cho phía các cầu thủ Viking và Barbershop. Quyết định để Viết Hải là người thực hiện mở bóng vào phía sau. Khá nguy hiểm. Vẫn còn. Bao lâu dành cho cao thủ Viking và Barbershop. Ở vị trí của Văn Lộc.
và phối hợp hoàn toàn tuyệt vời. Tiếp tục là một trận đấu nguy hiểm đó. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Phan Lộc đã có một pha xử lý tuyệt vời. Một quả đá vào góc xa đã bay hoàn toàn rồi, thủ thành đã bắt chính. Đây là Thái Phan không vào. Rất hay, rất có ý đồ và rất có cảm giác ở vị trí của thủ băng áo số 18 Thái Phan. Nhưng đáng tiếc cho họ cũng đã trao vào lại tình huống trước đó. Đá của số 10 à, thực sự đi vào lưới trước ngỡ ngàng của thủ thành Minh Ngọc. Bảo FC đây là cơ hội phân công mở ra dành cho các cầu thủ đội bóng mới sân. Karan đủ chuyên dành cho cầu thủ băng áo số 17 đó là Văn Bình. Không vào. Bóng đã trôi qua trước mũi giày của Văn Duy. Vẫn còn đội trưởng của Thái Thần. Đây là Karan. Đảm bảo FC làm có nhiều nỗ lực để dẫn cầu. Quả đó là một siêu phẩm. Chúng ta hãy cùng xem lại một lần nữa. Chỉ vừa qua vạch thắt bóng một chút mà thôi. Quả đá chuẩn xác vào góc xa của thầy đã bài hỏi cầu thủ thần Minh Ngọc. Rất khác tỷ số dành cho cho các cầu thủ Viking và Bắc Sơn quá bất ngờ dành cho hàng phòng ngự của các cầu thủ Gia Bảo FC. Ở trong khoảng thời gian mà họ đang có những niềm vui khi mà tỷ số đang được rút ngắn, thì bên phía các cầu thủ Viking và Bắc Sơn dường như họ đang đưa thẳng. Thủ trưởng của Karan dành cho vị trí của cầu thủ áo số 10. Trong vòng quanh đi. Bóng to. Vào. Nhưng số 17 vẫn có thể đưa bóng vào lưới một cách chuẩn xác. Gây thăng hoa, nhưng mà được đuổi đến nghẹt thở. Và đã phải trực tiếp mở ra dành sau phía cam của Viking Babasup. Đây là bóng thật, thao vào. Đã đi góc xa. Số 18 đã tạo ra một quả đá rất tự tin và rất quyết đoán. Đây là các cầu thủ đội bóng Gia Bảo không vào. Và cả cản xuất sắc của thủ thành Minh Ngọc. Trước đó cũng là những tình huống mà các cầu thủ Gia Bảo FC họ đã đặt khung thành của Viking Babasup vào số Viking Babasup. Bóng xuất sắc. Đó là Hữu Tân. Không vào. Lúc này thì bên phía không có Viking Babasup và đội đó là Đắc Tuấn. Đây là cơ hội dành cho Viking Babasup. Không vào. Không đó. Chạm vào xa ngang. Để các cầu thủ chúng ta họ không thắng thời gian thống hiến tiếp theo. Không vào. Cứ lòng đó là vị trí của cầu thủ mang áo số 18 Văn Thật. Quả bóng là đi chẹt gãy cột dọc khung thành. Một tình huống xử lý khá hay. Cho phía cao của thủ Gia Bảo FC. Đây là pha lấy bóng. Vẫn còn Thái Thần. Cầu thủ mang áo số 18 người mang khả năng dứt điểm rất tốt. Đây là Karan. Không vào.